Pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A xà lê tùng niệm, A xà lê tùng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng kim nhật, thị tùng kim nhật, nại chí mạng tồn, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn, chư chúng trung tôn, A xà lê tồn niệm, A xà lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng kim nhật, thị tùng kim nhật, nại chí mạng tồn, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn, chư chúng trung tôn, A xà lê tồn niệm, A xà lê tồn niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng kim nhật, thị tùng kim nhật, nại chí mạng tồn, nại chí mạng tồn, quy y Phật Đà, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, ly dục trung tôn, quy y Tăng Giả, quy y Tăng Giả, chư chúng trung tôn, chư chúng trung tôn. Làm cách nào để siêu độ thân bằng quyến thuộc? Hôm nay, có vị đồng tu đưa ra câu hỏi: làm cách nào có thể siêu độ thân bằng quyến thuộc của mình? Cho thấy, đây là một vấn đề quan trọng được nhiều người quan tâm đến. Những người đã chết, điều mong mỏi duy nhất và tha thiết của họ là trông nhờ sự giúp đỡ của con cháu. Do đó, con cháu cần phải tu học Phật Pháp theo đúng phương pháp của Phật đã dạy để tu hành. Đây là cách thức giúp đỡ có hiệu quả nhất. Nhưng trong Phật Pháp, có đến 84.000 pháp môn. Pháp môn trì danh niệm Phật là phương pháp dễ tu mà mau chóng đạt kết quả nhất. Nếu chúng ta thật sự phát tâm vì muốn cứu thân bằng quyến thuộc vĩnh viễn xa lìa ác đạo, thì chúng ta phải mạnh dạn bước vào niệm Phật đường. Chân thật niệm Phật, đồng thời phải có tâm kiên cố. Trong cuộc sống, dẫu có nhiều bận rộn, một tuần ít nhất chúng ta phải đến niệm Phật đường một ngày. Niệm Phật vì ai? Vì giúp đỡ thân bằng quyến thuộc hiện kiếp, cũng như thân nhân nhiều đời kiếp đã qua. Công đức này thật to lớn vô cùng. Hiện nay, niệm Phật đường của chúng ta mỗi tuần niệm Phật 24 giờ. Một ngày như vậy, chúng ta hãy buông xả thân tâm, vạn duyên thế giới bên ngoài, dùng tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi, đồng thời với tâm niệm báo ân để niệm Phật. Được như thế, việc niệm Phật của chúng ta mới có kết quả tốt. Và nhất là đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố của chúng ta, được vô cùng lợi lạc, công đức của chúng ta cũng thật là to lớn. Trong đây, có người thắc mắc,
Làm sao biết được thân bằng quyến thuộc lúc nào mới thoát khỏi ác đạo? Xin thưa rằng, ngay lúc quý vị phát tâm chân thành niệm Phật, họ lập tức thoát khỏi ác đạo. Bởi vì việc làm của quý vị chân thật không giả dối, thì liền được cảm ứng, chứ không phải chờ đến khi quý vị niệm Phật đến lúc công phu thành khối, họ mới được siêu thoát. Tuy nhiên, nếu công phu của quý vị thành khối, nghĩa là tâm không xen tạp, không gián đoạn, có thể gọi là chứng tiểu quả, thì phước báo của họ sẽ được sanh lên thượng thiện đạo, trời, người, Atula. Trường hợp công phu của quý vị không ngừng nâng cao, thì thân bằng quyến thuộc của quý vị sẽ không bao giờ trở lại ác đạo. Đến đây, quý vị đã hiểu rõ hai mặt lý và sự của công đức niệm Phật rồi. Từ đây, quý vị tự biết mình phải làm thế nào khi phát tâm niệm Phật để đền đáp công ơn sâu dày đối với cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc. Công phu niệm Phật của chúng ta một khi đã thành khối, không những thân bằng quyến thuộc của kiếp này, thậm chí đến nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, không biết hoặc không thể nhớ họ vẫn được siêu độ. Nghĩ đến việc này, nếu chúng ta không siêng năng nỗ lực tu hành, thì chúng ta thật có lỗi với ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc vậy. Do đó, khi vào niệm Phật đường, chúng ta phải mang tâm tri ân báo ân để niệm Phật. Chính cái tâm này là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh tấn dũng mãnh không ngừng. Hôm nay, họ vẫn còn kẹt trong tam ác đạo, không có khả năng giải thoát, nên họ hoàn toàn trông cậy ở chúng ta. Những người hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý, chân thật y giáo phụng hành, không những giúp họ ra khỏi cảnh khổ mà mọi tai kiếp hiện nay trên toàn thế giới đều có thể hóa giải, có thể đạt đến chỗ quốc thái dân an như lời Phật nói. Cho nên, niệm Phật không chỉ cho mình mà thôi, mà vì thân bằng quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh. Quy Phật, Quy Phật, Quy Thị Sơn, Quy Phật, Lương Tổ.
Namo Tathāgata Buddhaya, Namo Tathāgata Sāṅkhaya.
Amen.